những vụ chính khách bị ám sát từng gây chấn động thế giới. Trong lịch sử, thế giới từng chấn động với các vụ ám sát nhằm vào các chính trị gia nổi tiếng như Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 8 tháng 7 đã bị ám sát trong khi đang tham dự một sự kiện vận động tranh cử cho đảng của ông. Vụ việc đã gây chấn động thế giới tại một đất nước vốn nổi tiếng yên bình và có tỷ lệ tội phạm rất thấp. Trước đó, thế giới cũng từng chứng kiến những vụ ám sát gây rúng động, làm thay đổi lịch sử thế giới và quá trình điều tra xét xử sau đó cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ John F. Kennedy bị bắn vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 1963 khi ông và phu nhân đang di chuyển trên chiếc xe limousine trong chuyến thăm thành phố Dallas, bang Texas. Cuộc điều tra sau đó đã tốn nhiều giấy mực của báo chí. Lee Harvey Oswald, sinh năm 1939, đã bị cáo buộc là tay súng đã ám sát Kennedy. Tuy nhiên, Oswald sau đó liên tục tuyên bố y không sát hại ông Kennedy. Và một điều gây tranh cãi nữa là Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở thành phố Dallas, bắn chết Oswald ngay tại đồn cảnh sát thành phố chỉ sau đó vài ngày. Việc Oswald bị giết bí ẩn cùng những lời khai mập mờ liên quan đến vụ ám sát khiến dư luận Mỹ bùng lên nhiều nghi hoặc. 60 năm sau ngày Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát cũng là từng ấy năm tồn tại câu chuyện bí ẩn nhất trong lịch sử Mỹ và những cuộc tranh cãi không dứt về động cơ của kẻ đã giết ông. Nhà vua Faisal của Ả Rập Xê Út, nhà vua Faisal bin Abdulaziz Al Saud của Ả Rập Xê Út, người nắm quyền từ năm 1964 cho đến khi bị ám sát vào ngày 25 tháng 3 năm 1975, đã thực hiện một loạt cải cách ở đất nước của mình. Ông đã cho phép thành lập hãng truyền hình và mở trường học cho nữ sinh. Ông đóng một vai trò quan trọng trong lệnh cấm vận dầu mỏ, vốn gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Hai năm sau, vào ngày 25 tháng 3, vua Faisal, lúc đó 68 tuổi, bị cháu trai của mình là hoàng tử Faisal bin Musay bin Abdulaziz Al Saud, 30 tuổi, bắn chết tại cung điện hoàng gia ở Riyadh. Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, Tổng thống Park Chung-hee, người nắm quyền trong cuộc đảo chính quân sự năm 1961 ở Hàn Quốc, bị chính bản thân của ông là Kim Jae-kyu, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc, bắn chết trong một nhà hàng vào ngày 26 tháng 10 năm 1970. Chính, có cáo buộc cho rằng kể từ khi lên nắm quyền tại Hàn Quốc, ông Park Chung-hee đã lãnh đạo bằng nắm đấm sắt và ông Kim Jae-kyu khai rằng ông ta đã muốn ám sát Tổng thống để khôi phục nền dân chủ trong nước. Tổng thống Ai Cập Mohammed Anwar Sadat vào ngày 6 tháng 10 năm 1981, cả đất nước Ai Cập rúng động trước thông tin Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat bị sát hại trong một vụ việc xả súng kinh hoàng tại kỷ niệm năm thứ 8 sự kiện quân đội Ai Cập vừa qua kênh đào Suez. Vụ tấn công của những kẻ cực đoan kéo dài trong khoảng 2 phút, chúng xả đạn liên tục nhằm vào Tổng thống và những người xung quanh ông. Tổng thống Sadat và 10 người khác đã thiệt mạng tại chỗ hoặc qua đời sau đó. Ông Sadat được đưa bằng máy bay tới một bệnh viện quân sự, vừa một bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Sadat. Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi được đưa tới bệnh viện, ông qua đời. Tổng thống Sadat bị ám sát sau khi ông ký hiệp ước hòa bình gây tranh cãi với Israel năm 1979. Vụ ám sát là do các thành viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Ai Cập tiến hành. Sau này, người ta phát hiện ra mật thư của Omar Abdel Rahman phê chuẩn việc ám sát này. Rahman là một giáo sĩ mà về sau bị Mỹ kết tội tham gia vụ đánh bom trung tâm thương mại Mỹ 1993. Ông Sadat lên nắm quyền vào năm 1970 sau cái chết của Tổng thống Abdel Nasser. Ông Sadat được người Ai Cập mô tả là người kiến tạo hòa bình sau khi ông lãnh đạo đất nước trong cuộc chiến chống Israel năm 1973 và sau đó là ký hiệp ước hòa bình với Tel Aviv năm 1979. Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, bà Indira Gandhi, nữ thủ tướng đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ, nằm trong số các nhà lãnh đạo bị ám sát gây chấn động lịch sử. Vị nữ chính trị gia lễ lần này bị hai vệ sĩ theo đạo Sikh của chính bà bắn chết vào ngày 31 tháng 11 1984, với lý do bà đã ra lệnh mở cuộc đột kích quân sự vào đền vàng, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Sikh. Sự việc xảy ra vào đầu giờ làm việc tại dinh thủ tướng ở số 1 đường sắt Gia Dung, trung tâm thủ đô New Delhi. Cả thế giới chấn động bởi đây là vụ ám sát nhắm vào một chính khách cao cấp nhất trong lịch sử Ấn Độ đương đại, sau vụ ám sát người sáng lập nền Cộng hòa Ấn Độ Mahatma Gandhi, 1869-1948 vào năm 1948. Vụ sát hại vị chính trị gia này đã dẫn đến cuộc bạo loạn chống đạo Sikh năm 1984, khiến hàng nghìn người theo đạo Sikh ở Ấn Độ thiệt mạng. Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme bị bắn vào lưng vào ngày 28 tháng 2 năm 1986,
Sau khi rời rạp chiếu phim ở Stockholm cùng vợ, sau khi bắn ông Vang, kẻ sát nhân đã chạy trốn mang theo vũ khí. Vụ ám sát này cho đến nay vẫn là dấu hỏi bí ẩn, mặc dù hơn 10.000 người đã được thẩm vấn và hơn 130 người đã nhận trách nhiệm. Vụ việc gây chấn động thế giới khi đó, các chính trị gia Thụy Điển thường đi ra ngoài nơi công cộng mà không có lực lượng an ninh theo cùng bảo vệ. Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị ám sát ngày 4 tháng 11 năm 1995 dưới tay của tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với người Palestine. Ông bị nhóm cánh hữu cực đoan Yigal Amir của Israel sát hại. Hiệp định Oslo năm 1993 mà ông Rabin đã ký nhằm tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình. Vai trò của vị chính trị gia này trong các cuộc đàm phán đã mang về cho ông giải Nobel hòa bình cùng với nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Sau vụ ám sát này, hy vọng về một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine, Israel càng trở nên mong manh hơn. Thủ tướng Liban Rab Huit Hariri vụ ám sát cựu thủ tướng Rab Hariri, người được biết đến là chính trị gia có công tái thiết Liban, đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cải cách của đất nước. Ông Hariri lên nắm quyền vào năm 1992 sau chiến tranh và lãnh đạo công cuộc tái thiết nhằm xóa dấu vết chiến tranh, cũng như đóng góp quan trọng vào việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 15 năm ở đất nước. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, ông bị sát hại tại thủ đô Beirut. Liban trở nên phân cực sau vụ ám sát và những bất ổn chính trị ảnh hưởng sâu sắc đến đất nước. Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto và Bhutto bị ám sát vào ngày 27 tháng 12 năm 2007 khi đang đi vận động tranh cử ở thành phố Rawalpindi. Vụ việc đẩy cả nước Pakistan vào tình trạng hỗn loạn. Bà Bhutto là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên được bầu ở một quốc gia đa số theo đạo Hồi vào năm 1988. Cho đến nay, câu hỏi về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bà vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Do sức mạnh của quả bom mà kẻ đánh bom tự sát cho nổ, hay do viên đạn bắn vào đầu bà từ cự ly gần, tổ chức Al-Qaeda bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra vụ ám sát bà Bhutto và các vụ đánh bom khiến hàng trăm người thiệt mạng trong nhiều tháng gần đây tại nước này. Tuy nhiên, nhiều công dân Pakistan không nghĩ như vậy và nghi ngờ chính các lực lượng chính phủ đã phủ ám sát bà Bhutto. Tổng thống Haiti do Jovenel Moïse năm 2021, Tổng thống Haiti do Jovenel Moïse, 53 tuổi, đã bị ám sát ngay tại nhà riêng. Theo các nguồn tin, vào đêm 7 tháng 7, một nhóm sát thủ đột nhập vào dinh thự của ông, xả súng liên tục vào Tổng thống Haiti và phu nhân. Tổng thống Haiti do Jovenel Moïse qua đời ngay tại chỗ trong khi vợ ông bị thương. Hai người con cũng may mắn thoát chết vì trốn trong phòng tắm. Ít nhất 40 người đã bị giam giữ liên quan đến vụ ám sát, nhưng cho đến nay, đây vẫn là vụ án bí ẩn và chưa ai bị buộc tội chính thức.